Em còn thương người cũ đúng không? Hãy nói anh nghe một câu thật lòng. Vì anh đã thấy em khóc một mình trước những bức hình em cầm trên tay. Vậy anh và em với nhau là gì? Trong con tim em vị trí anh là chị. Phải chăng em đến bên anh chỉ vì quên anh em sẽ quên đi người cũ? Đừng vì một ai đến trước làm xước tim người đến sau, rồi làm cho anh phải đau nước mắt rơi từ lâu. Hãy nhìn lại đi em, anh ở đây mà. Sao còn vương vấn đến chỉ người ta? Mọi chuyện giờ là quá khứ, sao em còn giữ làm gì? Người ta đã đi em luyến lưu làm chi? Để cho anh nhìn thấy, để cho anh phải đau. Là ngàn nỗi đau một người đến sau. Vậy em và anh nhau là gì? Trong con tim em vị trí anh là chị. Phải chăng em đến bên anh bởi vì quên anh em sẽ quên đi người cũ? Đừng vì một ai đến trước làm xước tim người đến sau, rồi làm tim anh phải đau mắt rơi từ lâu. Hãy nhìn lại đi em, anh ở đây mà. Sao còn vương vấn đến chỉ người ta? Mọi chuyện giờ là quá khứ, sao em còn giữ làm gì? Người ta đã đi em luyến lưu làm chi? Để cho anh nhìn thấy, để cho anh phải đau. Là ngàn nỗi đau của một người đến sau. Đừng vì một ai đến trước làm xước tim người đến sau, rồi làm tim anh phải đau nước mắt rơi tự lau. Hãy nhìn lại đi em, anh ở đây mà. Sao còn vương vấn đến chỉ người ta? Mọi chuyện giờ là quá khứ, sao em còn giữ làm gì? Người ta đã đi em luyến lưu làm chi? Để cho anh nhìn thấy, để cho anh phải đau. Là ngàn nỗi đau của một người đến sau. Là ngàn nỗi đau đến sau.